Vũ thị nhất kiếm chính là kiểu phương pháp tu luyện tàn khốc phi thường. Là tuyệt kỹ bí truyền của vũ thị gia tộc nhưng không hiểu vì sao lại xuất hiện tại Tổ Long Quyết. Mỗi thế hệ của vũ thị đều chọn những bé trai làm hậu nhân kế thừa vũ thị nhất kiếm. Từ khi những bé trai đó mới sinh ra đã bị hủy dung mạo sau đó vũ thị gia tộc ân thầm phân phê hối những đứa bé đó vào các khu phố nghèo khó. Đứa bé phải chịu đựng thân phận kẻ hầu người hạ thêm vào đó khuôn mặt lại bị hủy hoại nên phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người khiến tâm tính biến chuyển trở thành vô cùng phẫn hận thế gian. Sau đó Vu thị gia tộc sẽ đưa chúng trở lại và truyền cho nội công chuyên môn đồng thời tiến hành đặc huấn Vu thị nhất kiếm. Đặc huấn này rất đơn giản chỉ là huấn luyện cách sát nhân. Trước tiên sử dụng tử thi để huấn luyện khiến cho người được tuyển chọn không ngừng việc công kích vào những chỗ yếu hại của tử thi mỗi một tử thi đều bị công kích vào những chỗ yếu hại trên người bị đâm hàng trăm nhát cho đến khi thối giữa mới được thải hồi cho đến khi tuyển nhân đạt đến mức nhắm mắt cũng có thể dễ dàng công kích vào chỗ yếu hại của địch nhân thì sẽ liên tục giao nhiệm vụ cho để thực hiện vu thị nhất kiếm nhất kích sát nhân cộng lại chỉ có hai bước tàng kiếm xuất kiếm vu thị nhất kiếm không xuất thì thôi đã xuất tất sát nhân đơn giản đơn giản đến phi thường đơn giản khủng khiếp nhưng lại được xưng tụng là ám sát đệ nhất kiếm những bé trại bị hủy dung mạo chịu đựng sự ghẻ lạnh và kỳ thị của thế nhân không hề có bằng hữu thân tình tương trợ lại thường xuyên luyện tập thời gian dài cùng với tử thi không ngừng cho đến khi tử thi mục nát ra thật là một kiểu huấn luyện biến thái đầy ác tâm tần vũ sắc mặt đanh lại tưởng tượng đến những đứa bé bị hủy dung mạo lại sử dụng tử thi để huấn luyện chúng thì cái gọi là Vu thị nhất kiếm khiến cho Tần Vũ cảm thấy được sự hiểm ác của nó. Thật là một phương pháp quá biến thái để bồi dưỡng nên một sát thủ. Sát khí của Vu thị truyền nhân tối quỷ dị và kinh thế hãi nhân. Trên tổ Long quyết cuối cùng cũng đưa ra đánh giá và phán định về Vu thị nhất kiếm như vậy khiến trong lòng Tần Vũ như đông cứng lại. Suy nghĩ một lát Tần Vũ đã hoàn toàn minh bạch vì sao Vu thị nhất kiếm lại đáng sợ như vậy. Vì sao Vu thị Nhất kiếm lại được tôn xưng là ám sát đệ nhất kiếm? Tần Vũ sắc mặt tràn ngập sự kinh hãi, đáng sợ. Đáng sợ, kẻ đã thiết kế ra phương pháp huấn luyện Vu thị Nhất kiếm này quả thật vô cùng đáng sợ. Những đứa bé bị hủy dung mạo từ khi mới sinh ra phải nhận sự kỳ thị không có ai thân tình nên tâm lý hoàn toàn bị bóp méo. Sau đó lại có thời gian dài huấn luyện cùng với tử thi. Cả ngày kết hợp với tử thi và chỉ biết không ngừng chấp hành nhiệm vụ, chính là vì lệ khí tự nhiên hình thành trong những đứa bé đó kết hợp với lệ khí từ những tử thi thì càng khủ âm bố kinh nhân một khi chúng sát nhân thì bạo phát ra một cỗ lệ sát khí khủng bố khiến cho đối thủ tâm thần đại loạn tần vũ hít thở sâu hai hơi dài mới cảm thấy bình tĩnh lại vì thường chỉ cô độc một mình nên tần vũ đã tự tạo thành một thói quen khảo nghiệm kỹ các sự tình vu thị nhất kiếm được xưng tụng là ám sát đệ nhất kiếm tổng lại chỉ có hai phương diện đầu tiên là bồi dưỡng thành khí thế hãi nhân thứ hai là xuất kiếm tối đơn giản tần vũ trong lòng tự tổng kết bé trai từ khi sinh ra đã bắt đầu bồi dưỡng nên lệ khí ẩn trong thân mình đến khi thành niên thì lại càng thập phần khủng bố khi sát nhân thì bạo phát một cỗ lệ khí khiến cho đối thủ tâm cảnh đại loạn vào thời điểm đó thì xuất kiếm cực nhanh nhất kiếm sát địch vô thị nhất kiếm tự trung lại chỉ có hai bước tàng kiếm xuất kiếm đối với cửu địch tàng kiếm làm cho người khác không cảm giác được kiếm của mình tồn tại xuất kiếm chính là lợi dụng khi người ta căn bản không kịp phản ứng mà tấn công đồng thời nhất kiếm sát địch không để xảy ra một sai sót nào bổ dưỡng nên khí thế đáng sợ đó thì xuất kiếm vô cùng tàn ác thật sự đó là một khí thế hãi nhân vô thị nhất kiếm chính là phương pháp ám sát đệ nhất tần vũ trong lòng khẽ thở dài tuy rằng tàng kiếm xuất kiếm vô cùng giản đơn nhưng thực sự là tinh túy vô cùng bất quá tần vũ đã minh bạch một điểm nếu không có lệ khí đáng sợ đó vô thị nhất kiếm tối đa chỉ là một loại kiếm pháp ám sát lợi hại chứ không thể được xưng tụng là ám sát đệ nhất kiếm ta không thích phương pháp biến thái này bất quá vô thị nhất kiếm có cái gọi là tàng kiếm xuất kiếm thập phần hợp với tâm ý của ta tần vũ trong lòng vô cùng cao hứng bình thường ta tàng kiếm chỉ sử dụng phương pháp cận chiến đến khi bất đắc dĩ mới xuất kiếm tốt ta sẽ sử dụng vũ khí là đoàn kiếm tần vũ thích nhất là sử dụng quyền pháp và cước pháp để chiến đấu sở dĩ nó chọn đoàn kiếm là vì đoàn kiếm có thể giấu sát trong thân mình tại sát na xuất kiếm có thể trực tiếp lấy tính mạng địch nhân nghĩ đến thời khắc quyết định sinh tử đó tần vũ cảm thấy như có ngọn lửa cháy trong cơ thể nhiệt huyết dâng lên đối với các phương thức chiến đấu cận chiến phân cân thác cốt Trực tiếp sử dụng quyền cước công kích vào chỗ yếu hại của địch nhân. Tay có thể biến thành quyền nhưng cũng có thể biến thành chảo. Có thể biến thành đao, chân. Có thể biến thành tiên cũng có thể biến thành đao. Có thể biến thành côn. Có thể bê yến thành phủ. Cận chiến khiến cho con người hưng phấn nhất. Tần Vũ nhìn vào bề mặt của mộc nhân được chế tạo như bộ xương người. Biến tay thành chảo tấn công vào các khớp của mộc nhân cùng lúc hai tay giống như ảo ảnh tấn công tới những khớp nối của mộc nhân đã hoàn toàn bị biến thành bụi phấn u trong ôn tuyền ở tây uyển tần vũ trong đó như du long dẫn nước đồng thời hai tay không ngừng xuất quyền thậm chí phía dưới có thể nhìn thấy được bóng của quyền ảnh tốc độ của tần vũ quả thật rất nhanh sau ba năm huấn luyện không ngừng nghỉ tần vũ đã nắm bắt được đặc tính của nước khi ở trong nước nó có thể kết hợp với thủy thế nên nước căn bản không biến thành trở lực ở trong nước thì Tần Vũ như một tiểu ngư nhi vô vùng linh hoạt. Tần Vũ à, Liên Ngôn vừa cười vừa bước vào Tây Uyển. Bồng! Tần Vũ đột nhiên vọt lên khỏi mặt nước rồi nhảy lên bờ. Hai tay chạm vào mặt đất lộn một vòng rồi hạ xuống. Liên ra ra, Tần Vũ vừa cười vừa đi về phía Liên Ngôn. Đột nhiên, một cơn gió nổi lên thổi vào thân thể của Tần Vũ tần vũ bất giác thân hình hơi chuyển động bất ngờ hướng tới liên ngôn với một tốc độ kinh nhân khiến liên ngôn không ngăn được sự kinh ngạc trong mắt tần vũ đột nhiên bạo phát một tia sáng với lực lượng kinh nhân thời khắc đó nó như bị lôi điện kích chúng nên toàn thân bất động vừa rồi vừa rồi tần vũ với sự việc vừa phát sinh vừa rồi kinh hãi vô cùng khi ở trong nước tần vũ sử dụng phương pháp lợi dụng hỗ trợ của thủy thế để gia tăng tốc độ lên rất cao nhưng trên mặt nước khi cơn gió vừa rồi nổi lên thì tần vũ trong lòng đang nghĩ đến liên ngôn tự nhiên không để ý đã sử dụng cùng phương pháp hỗ trợ của thủy thế kỳ thật là sử dụng với cơn gió nước có trở lực gió có trở lực không khí có trở lực kỳ thật mọi thứ đều có trở lực chỉ là nước có trở lực rất lớn nên ta có thể sử dụng thủy thế tại sao lại không sử dụng phong thế để tăng tốc độ di động và gió sẽ không còn là trở lực nữa tần vũ trong lòng vô cùng kích động tần vũ con liên ngôn nhìn thấy vẻ hoảng hốt đó bèn nói tần vũ căn bản không hề quay đầu lại chỉ khua tay nói liên ra ra có gì để nói sao nhé nói rồi nhắm mắt lại tự bản thân chìm trong cảm ngộ sử dụng thân thể để cảm nhận được trở lực vô hình của gió tốc độ tốc độ của con người rất nhanh bình thường khi di chuyển không thể cảm nhận được trở lực của không khí nhưng khi di chuyển tốc độ càng nhanh thì trở lực của không khí càng lớn khi tốc độ đạt đến cực hạn thì trở lực của không khí chính là một trở ngại rất lớn làm thế nào để trở lực không còn là trở lực để có thể gia tăng tốc độ nghĩ đến vấn đề này trong lòng tần vũ lập tức có mục tiêu liền lập tức giả soát lại thân pháp của bản thân thời khắc đó tần vũ đột nhiên minh bạch được rằng đây chính là con đường đi cho thân pháp của bản thân nó nó nhắm chặt hai mắt chậm chậm bước đi. Cảm thụ trở lực của gió giống như là cảm nhận trở lực của nước. Chỉ là trở lực của gió nhỏ hơn trở lực của nước rất nhiều. Muốn thuận theo phong thế là điều vô cùng khó khăn. Tần Vũ đã có kinh nghiệm với thủy thế. Thời khắc đó cảm nhận được tốc độ nhanh hơn đồng thời thuật kỳ môn độn giáp đã bị Tần Vũ hữu ý dung hợp vào trong đó. U ngày qua ngày. Chống lại áp lực của nước. Mang theo vật nặng trên người. Luyện chỉ lực, luyện năng lực phản ứng trong trận pháp bao cát, luyện cường độ thân thể bằng mộc bổng, luyện cận chiến trong mộc nhân hạng. Thi triển vu thị nhất kiếm trên hình nhân, cảm ngộ thân pháp từ phong lực của không khí, hấp thu nội lực tăng cường sự bền bỉ và tiềm lực của cơ bắp. Sức ăn tăng lên, xương cốt và cơ bắp cũng nhanh chóng biến đổi theo. Lúc này chính là giai đoạn cơ thể dậy thì của Tần Vũ cực hạn huấn luyện hoàn mỹ không ngừng làm cho cơ thể trở nên hoàn hảo sức mạnh cũng nhanh chóng tăng lên thân pháp đã gần như hoàn thành giúp tần vũ di động cực nhanh đối với trở lực của gió và không khí càng ngày càng nhỏ u trong phủ của trấn đông vương tại thiết phong thành tần đức đang nhìn vào địa đồ quân sự trên đó có các ấn ký với màu sắc khác nhau đông vực tam quận màu đen địa phận của sở vương triều màu hồng Tần Đức nhìn vào địa đồ quân sự trong mắt lóe lên sát ý. Mỗi ngày y đều tới đây hai lần và đứng bất động nhìn vào địa đồ. Vương gia. Từ vân vụ Sơn Trang truyền đến tin tức. Một hắc y nhân chính là từ nguyên đi tới. Nghe thấy từ vân vụ Sơn Trang sự chú ý của Tần Đức rốt cuộc cũng rời khỏi địa đồ. Liền quay đầu lại hỏi, nói đi. Có tin tức gì? Từ nguyên lập tức đáp, vương gia. Trong thư nói vương gia an bài ba vị cao thủ nội công chuyên môn âm thầm bảo vệ tiểu vũ nhưng họ quyết định sẽ quay trở về quân đội. Tần Đức không ngăn được sự nghi hoặc vì ba người này Tần Đức hiểu rất rõ. Tuy họ chỉ là hậu thiên cao thủ nhưng khi liên thủ lại thì sức tấn công là rất lớn lại tuyệt đối trung thành. Thật sự y khô ân hiểu vì sao họ lại tùy ý làm ngược lại mệnh lệnh của mình. Nói đi, nguyên nhân là gì? Tần Đức lạnh giọng hỏi. Từ nguyên nhìn sang bức thư trong tay. Trên mặt hiện lên tia quái dị nói, theo như trong thư nói, Vương gia Nguyên đã biệt phái ba vị cao thủ nội công âm thầm bảo hộ Tiểu Vũ. Có điều, có điều, nói đến chỗ đó Từ Nguyên tựa hồ như thấy có điểm không hợp lý. Không cần biết đó là nguyên nhân gì, nói nhanh lên, Tần Đức quay sang Từ Nguyên tra hỏi. Từ Nguyên thần sắc quái dị chỉ có thể nói, "Vương gia, theo như trong thư nói, Vương gia tuyển ba vị cao thủ nội công" chỉ là hiện tại họ căn bản không thể theo kịp tốc độ di chuyển của Tiểu Vũ nên không thể âm thầm bảo vệ Tiểu Vũ được, cái gì? Không thể theo kịp, không có khả năng. Tần Đức im lặng, lúc đó chỉ biết trợn tròn mắt. Năm đó Tần Vũ mới 12 tuổi. Tần Đức không cách nào tin kết quả lại như vậy. Từ Nguyên cũng giống vậy rất khó tin. Có lẽ nào người của Vân Vũ Sơn Trang dám lừa dối Tần Đức? Vương gia, Từ Nguyên quan sát Tần Đức Tần Đức đã bình tĩnh lại, chỉ còn lại đôi chút trầm tư. Sau đó đưa mắt nhìn Từ Nguyên nói: Ba nội công cao thủ bí mật bảo hộ Vũ Nhi khả dĩ có thể quay về rồi. Từ nay về sau, không cần có người bí mật bảo vệ Vũ Nhi nữa. Tần Đức nhìn qua song cửa sổ, hướng lên bầu trời, trên mặt hé lộ một tia vui mừng. Thầm nói: Vũ Nhi trưởng thành rồi, không cần sự bảo bọc của ta nữa. Điều đó cần là kinh lịch phong vũ cuối cùng rồi cũng vỗ cánh bay cao bay xa tận cửu thiên vương ra có nên để tiểu vũ tham dự vào kế hoạch không từ nguyên đột nhiên nói tần đức sắc mặt lạnh đi không một chút do dự trực tiếp nói không được vũ nhi tuy thực lực không tồi nhưng cùng thập vạn đại quân thậm chí bách vạn đại quân chiến đấu một khi bị bao vây bản thân căn bản không có chút hữu dụng trừ phi bản thân nó thực lực đạt tới tiên thiên cảnh giới có khả năng tại thiên quân vạn mã có thể bảo trụ tiểu mệnh. Hơn nữa Vũ Nhi nó chưa từng dụng binh. Sở dĩ, trừ phi đạt tiên thiên cảnh giới. Nếu không tuyệt đối không thể để nó tham dự kế hoạch được, vâng. Từ Nguyên tuân mệnh nói. Từ Nguyên. Vài ngày nữa là ngày rỗ của tĩnh di, tần đức đột nhiên trở nên thương tiếc. Bên cạnh từ Nguyên khẽ gật đầu không nói. U tần vũ không ngừng khắc khổ hù ấn luyện. Ban đêm thì vận, tổ long quyết dùng nội lực dung nhập sâu vào cốt nhục, khiến cho cơ bắp toàn thân ngày càng dẻo dai. Trong lúc khắc khổ rèn luyện thân thể, đồng thời huấn luyện cận chiến, không ngừng hoàn thiện thân pháp, cùng với tu luyện, vu thị nhất kiếm. Mỗi ngày Duy chỉ có 3 giờ ngâm mình trong ôn tuyển là thời gian tần vũ nghỉ ngơi. Trong lúc huấn luyện kịch liệt, thời gian không ngừng trôi, chớp mắt tần vũ đã được 13 tuổi. Trời khuya đầy sao. Tần Vũ lúc này không tu luyện nội công hấp thu nội lực mà lại đang ngắm sao trên trời. Bên cạnh chỉ có một hắc ưng dáng vẻ rất hãi nhân. Làm cho khí thế càng trở nên lăng lệ. Vô luận là tròm lông màu vàng trên đỉnh đầu như vương miện. Hay lớp lông đen tuyền, Cùng với chiếc mỏ và móng vuốt sắc lạnh. Tất cả những thứ đó làm cho Tần Vũ rất ngạc nhiên vì sự lợi hại của tiểu hắc. Nhưng không cách nào biết được là tiểu hắc thuộc về loại chim nào. Tiểu hắc à. Năm 7 tuổi ta thu thập người. Tới nay đã 6 năm rồi. 6 năm ta không ngừng tìm hiểu xem ngươi là loại chim gì. Người có phải là chim ưng không? Tần Vũ sờ lên đầu Tiểu Hắc thân thiết nói. Tiểu Hắc rất thích được Tần Vũ vuốt ve. Con mắt linh lợi nhìn Tần Vũ phát ra vẻ lưu luyến. Mãnh liệt. Cực hạn huấn luyện đã trọn vẹn được 5 năm, năm. Thân thể Tần Vũ biển đổi một cách phiên thiên phúc địa. Nếu Triệu Vân Hưng có tới nhất định không thể tin được. Tất cả nội lực dung nhập vào trong cơ bắp làm cho thân thể Tần Vũ biến đổi càng nhanh hơn. 5 năm cực hạn huấn luyện với người thường ngỡ như là 10 năm. Thêm vào ôn tuyển đặc biệt ở Vân Vụ Sơn Trang. Thủ pháp mát xa của y đạo cao thủ ông nhàn kết hợp với bôi dược tử. Cùng các chân quý dược liệu mà với thế lực to lớn của Trấn Đông Vương có được. Đương nhiên, quan trọng nhất là bản thân Tần Vũ huấn luyện khắc khổ. Nhưng không kể hoàn cảnh thế nào, tối trọng yếu là do nỗ lực của mỗi cá nhân. Trong tâm Tần Vũ huấn luyện kiên định, năm năm ngày nào cũng như ngày nào, khiến cho Tần Vũ 13 tuổi đã trở thành một ngoại công cao thủ. Tần Vũ lúc này thân cao gần mét 7 toàn thân cơ bắp vô cùng hòa hợp, dáng vẻ thuôn dài, quan sát kỹ thân thể Tần Vũ. Tự chung mọi người đều không tự chủ mà nghĩ tới hai cụm từ, sức mạnh bùng nổ, và, tốc độ. Tiểu Hắc Tới Vân Vụ Sơn Trang tổng cộng được 7 năm rồi. Phụ Vương tới được 4 lần. Tần Vũ nhìn lên tinh không. Ánh mắt có vẻ thư thái. 5 năm cực hạn huấn luyện. Tâm tính Tần Vũ đã được tôi luyện. Như vào hoàn cảnh này. Tựa như tâm lý của một người trường gờ thành. Cùng với độ tuổi trưởng thành. Tần Vũ dần hiểu được Phụ Vương. Đoán ra được vài chuyện. Phụ Vương người rất quan tâm tới ta. Ta có thể cảm nhận được như nhiều năm nay phụ vương liên tục khổ tâm hoạch định kế hoạch sở dĩ không có thời gian lại kèm cặp ta đại ca nhị ca đã tham dự vào kế hoạch đó chỉ còn ta một mình vô tư lự tại vân vụ sơn trang hưởng phúc trong mắt tần vũ mang theo một chút bất lực phiên thiên phúc địa nghiêng trời lệch đất dù cho đó là kế hoạch gì ta không biết phụ vương người không nói với ta nhìn phụ vương mệt mỏi ta càng không nên gây thêm bận rộn tần vũ lắc đầu cười khổ nói kế hoạch đó có những gì tần vũ không hề biết làm sao hắn có thể giúp huống chi phụ vương tần đức căn bản không nói cho hắn một điều gì phụ vương tại hồng hoang bên trong quân đội đại ca đã ở đó nhị ca cũng đã tới đó bọn họ tất cả đều nỗ lực tiến hành kế hoạch thần bí đó ta không nên gây thêm phiền toái tần vũ nhớ lại lần tần đức tới nói với hắn vũ nhi con đừng hỏi đợi tới khi con trở thành tiên thiên cao thủ phụ vương sẽ để con tham gia vào kế hoạch này tiên thiên à tần vũ ngừng mặt lên trời than sau đó mặt điểm một nụ cười tần vũ nói được rồi không quản thế nào không tham gia thì không tham gia nỗ lực tu luyện là quan trọng nhất trên mặt tần vũ hiện lên tia bất cần trong tâm trí hắn đang nghĩ gì tần vũ ngừng đầu lên nhìn trời sao bên cạnh tiểu hắc cũng nhìn theo đêm dài man mắc một người một ưng yên tĩnh quan sát đột nhiên bầu trời bỗng tỏa sáng chỉ thấy một đạo lưu tinh từ không trung loáng qua chỉ chốc lát hơn chục đạo lưu tinh địch thị là mưa lưu tinh hiếm gặp mưa lưu tinh tần vũ ngạc nhiên vui mừng kêu lên sắc mặt vô cùng hưng phấn mưa lưu tinh vô cùng hiếm khi xuất hiện dù chỉ một lần ít nhất là tần vũ trong quá khứ chưa từng thấy qua. Chỉ được nghe Linh Ngôn nói qua về sức hấp dẫn của mưa lưu tinh. Rất rực rỡ. Quả nhiên, nhiều đạo lưu tinh bắt mắt và sáng lạng. Chúng hoàn toàn che đi những vì sao khác. Mỗi đạo lưu tinh đều bùng lên quang mang vào lúc tối hậu của sinh mệnh. Thiêu đốt những năng lượng cuối cùng. Phát ra quang hoa khiến nhân tâm rung động. Tần Vũ bình tĩnh quan sát. Trong mắt hiện lên nhiều sắc thái thần bí lưu tinh. Mặc dù ngắn, nhưng thực sự phát ra quang mang mạnh mẽ nhất. Chói lọi, nhân sinh tại thế. Thậm chí cả tiên thiên cao thủ cũng chỉ hơn trăm năm. Trong một đời người, sao không học như lưu tinh? Kích thích sinh mệnh hữu hạn bùng cháy. Nhiệt huyết mênh mông trong mạch máu. Khiến cho sinh mệnh phát quang mang sáng chói. Như vậy, có thể chết mà không hối tiếc. Tần Vũ nhìn những đạo lưu tinh đang dần dần tiêu thất. Bất giác cảm khái nói, cực hạn huấn luyện khiến cho tâm tính Tần Vũ phấn khích vô cùng, thậm chí hoan hỉ như thể nhiệt huyết trong người muốn sôi lên. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao Tần Vũ chọn cận chiến. Như thời khắc này nhìn mưa lưu tinh, trong tâm Tần Vũ có được thêm nhiều lĩnh ngộ. Tiểu Hắc, ta đã nửa năm rồi không tới Viêm Kinh thành. Ngày mai chúng ta đi dạo một phen rồi, thuận tiện qua Vương phủ lấy theo thanh đoạn kiếm ngư trường kiếm nhìn lên đầu tiểu hắc tần vũ nói tiểu hắc nhìn tần vũ phát xuất một tiếng kêu vang dội cả không trung hiển nhiên là rất cao hứng ngư trường kiếm một thanh kiếm được luyện từ sắt từ trên trời rơi xuống sau khi tần vũ tu luyện vu thị nhất kiếm nghe liên ngôn giảng giải qua về sự tình của ngư trường kiếm tần vũ quyết định về vương phủ lấy thanh ngư trường kiếm đó bầu trời dần trở nên tối hơn đây là lúc trước khi trời rạng sáng. Đợi đến bình minh, Tần Vũ phải trở lại viêm kinh thành. Hay, Tần Vũ toàn thân vận trang phục màu đen. Cưỡi trên một con hắc mã cao lớn lao nhanh trên đường. Một mình thẳng tiến đến viêm kinh thành. Bay phía trên Tần Vũ là một con hắc ưng đang tung cánh. Chính là sủng vật của Tần Vũ, tiểu hắc. Cảm thụ được những luồng gió tạt tới. Tần Vũ thích thú. Ha ha. Cảm giác này thật sảng khoái. Bỏ 200 cân vật nặng trên người ra toàn thân ta phiêu diêu phảng phất như mây như gió. Tần Vũ Hưng phấn lộn một vòng. Giang rộng hai tay để cảm thụ gió thổi sau đó chuẩn xác hạ xuống trên lưng ngựa. Tám tuổi Tần Vũ đã bắt đầu được huấn luyện. Trải qua cực hạn huấn luyện suốt 5 năm. Gần như nó không để lãng phí một khắc thời gian nào. Thêm vào đó cơ bắp toàn thân lại không ngừng hấp thụ nội lực và biến đổi khiến Tần Vũ tu luyện 5 năm đã bằng người khác trải qua cực hạn huấn luyện 10 năm. Tần Vũ xứng đáng được coi là một cao thủ ngoại công tại Kinh Thành. Thân pháp nhẹ nhàng phiêu giật. Tốc độ nhanh như thỏ. Lực bạo phát và sức mạnh. Tất cả đều không phải là thứ mà các cao thủ bình thường có thể đạt được. Hay! Hay! Tần Vũ hưng phấn điều khiển Tuấn Mã Phi tới để lại sau lưng một đám bụi mù. Bóng người đã biến mất nơi phía cuối con đường u ngựa lao tới. Cảnh vật hai bên đường nhanh chóng tuột lại sau. Tần Vũ đột nhiên giảm tốc độ và dừng lại. Sau đó liền nhảy xuống ngựa chạy theo con đường nhỏ dẫn đến một thôn làng. Tần Vũ mỗi năm đều một hai lần đến Kinh Thành. Lần đầu tiên rời Vân Vụ Sơn Trang đến Kinh Thành nó đã vào thôn này xin nước uống và cùng với những hài đồng trong thôn kết thành hảo hữu. Đại Sơn. Tiểu Lộ. Tần Vũ vừa chạy vào làng vừa hét lên. Tiểu Vũ một thanh niên tráng kiện trong tay cầm sẻng vui mừng chạy tới. Thân trên của thanh niên cởi trần để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Trong đó ẩn chứa sức mạnh rất lớn. Đó chính là hảo hữu của Tần Vũ năm nay 16 tuổi tên là Thiết Sơn. Vũ ca ca, từ phía sau xuất hiện một tiểu nữ hài chạy tới ôm lấy cổ Tần Vũ. Tiểu nữ hài này chính là muội muội của Thiết Sơn tên là Thiết Tiểu Lộ năm nay mới 8 tuổi. Tiểu Vũ tới đó à, chung quanh vài người thôn dân nhiệt tình chào hỏi đối với tần vũ vô cùng quen thuộc tần vũ liền vẫy tay chào lại họ tần vũ không phải là người thường nhưng đối đãi với mọi người rất tốt đó chính là lý do những thôn dân rất quý tần vũ tiểu lộ đại sơn đã hơn nửa năm ta không tới đây các người vẫn ổn chứ vừa âu yếm xoa đầu tiểu lộ tần vũ vừa hỏi mọi việc đều hoàn hảo thiết sơn cười đáp bên cạnh đó tiểu lộ hai mắt bỗng mở lớn đột nhiên sáng lên nói vũ ca ca huynh khát nước rồi để muội đi lấy nước cho huynh nói rồi không chờ tần vũ trả lời đã chạy vào trong nhà lần đầu tiên tần vũ tới nơi này vì nó khát nước nên đến xin nước uống đại sơn ta phải đi ngay tới kinh thành các ngươi có muốn mua gì không ta sẽ mua giúp cho nghe tần vũ hỏi thiết sơn nghĩ một lát rồi lúng túng cười nói ta muốn mua một thanh chiến đao ta đã để dành một số tiền để có thể mua một thanh đao tốt ngươi cứ giữ lại tiền để dành mọi việc cứ để ta lo ta sẽ mua một thanh chiến đao thật tốt cho ngươi tần vũ vỗ vai thiết sơn cười nói thiết sơn hơi lúng túng nhưng lập tức nói như vậy sao được một thanh chiến đao tốt đắt lắm đó làm sao vũ ca ca nước nè tiểu lộ mang một cốc nước chạy tới tần vũ đón lấy cốc nước Cười vui vẻ rồi nói với tiểu lộ, tự nhiên lại quan tâm thế này. có chuyện gì nói đi để vũ ca ca giải quyết tần vũ đã nhìn thấu tâm tư của tiểu nha đầu tiểu lộ ách chuyện đó tiểu lộ cúi đầu xuống sắc mặt hơi hồng lên sau cùng ngượng ngùng nói vũ ca ca muội muốn có một con búp bê vải trên đầu có thêu một bông hoa màu hồng thật lớn tần vũ vừa cười vừa véo mũi tiểu lộ một cái nói ta rõ rồi một con búp bê vải trên đầu có thêu một bông hoa màu hồng thật lớn muội yên tâm huynh nhất định sẽ mua cho muội tần vũ rất quý tiểu nha đầu tiểu lộ khi tần vũ tới đây lần đầu thì tiểu lộ mới bốn năm tuổi uống nước xong tần vũ đưa cốc lại cho tiểu lộ nhìn sang thiết sơn và tiểu lộ nói đại sơn tiểu lộ ta phải tới kinh thành đây khi quay lại ta sẽ mang về các thứ các ngươi cần tiểu vũ còn tiền thiết sơn trong tay cầm một đồng tiền không biết nói gì cho phải nhưng tần vũ đã chạy tới tuấn mã nhảy cao hai ba mét rồi trực tiếp ngồi trên lưng ngựa sau một tiếng ngựa hí vang tần vũ đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ vũ ca ca tái kiến tiểu lộ vẫy vẫy tay chào u về đến viêm kinh thành tần vũ liền trực tiếp hướng tới vương phủ lý thúc giữ ngựa hộ ta tần vũ từ trên lưng ngựa lộn một vòng rồi hạ xuống đất với tốc độ cực nhanh từ trên bầu trời hắc ưng cũng hạ xuống đậu thẳng lên vai tần vũ hai vụ đại hán thủ vệ của trấn đông vương phủ nhìn thấy tần vũ liền cung kính quỳ xuống nói tham kiến tam điện hạ tần vũ mỗi lần đến viêm kinh thành đều quay về vương phủ nên mọi gia nhân trong vương phủ đều biết tần vũ lần này có lẽ tần vũ muốn thăm phụ vương nên quay về tổng quản vương phủ cát mân lập tức bước tới nói tiểu vũ đó à vuông gia chưa quay về cát mân trực tiếp nói vì cát mân biết mỗi lần tần vũ về vương phủ đều đến thăm vuông gia nên đã nói trước để tần vũ khỏi mất công à tần vũ thở dài một cái nhưng lập tức cười nói cát gia 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 đưa ta đến tàng binh khố người đi với gia gia cát mân cười nói tàng binh khố không phải là nơi mà phàm nhân có thể đi vào trong vương phủ có một số nơi vô cùng bí mật như tàng binh khố. Bí tịch tàng các. Bất quá có thể vào nơi này cũng có vài người. Ngoài vương gia Tần Đức và ba vị điện hạ còn có từ nguyên. Liên ngôn và tổng quản của vương phủ. Phó tổng quản của vương phủ cũng không có tư cách tiến nhập. Đình đài lầu các. Nóc mái chạm trổ. Hành lang quanh co. Đình viện trùng trùng. Vương phủ chiếm một diện tích rất lớn. Tần Vũ đi theo sau Cát Mân một lúc lâu mới đến bí khố. Bí khố nằm sâu dưới lòng đất chính là tàng binh khố. Mỗi loại binh khí trong đó đều là những thứ binh khí khó tìm. Tiểu Vũ ngươi cứ chọn bê ất cứ binh khí gì ngươi cần. Ra ra lui trước đây, Cát Mân cười nói. Cát ra ra, ra ra cho người chuẩn bị cho ta một thanh chiến đao. Là huyền thiết chiến đao nhé. Với cả chuẩn bị cho ta một con búp bê vải nhớ là trên đầu phải có thêu một bông hoa màu hồng thật lớn tần vũ hướng về cát mân thúc giục viêm kinh thành cực lớn tần vũ biết nơi để mua chiến đao nhưng không biết phải mua búp bê ở đâu để cho gia nhân trong phủ lo liệu là tốt nhất cát mân ngây người búp bê vải trên đầu thêu một bông hoa thật lớn màu hồng cát mân cẩn thận nhìn sang tần vũ không thể tưởng tượng được một người cao lớn như tần vũ lại thích một con búp bê vải bất quá tần vũ đã yêu cầu thì lão không thể cự tuyệt được rồi tiểu vũ đã thích búp bê vải có thêu một bông hoa thật lớn màu hồng thì ra ra sẽ sai người đi mua ngay cát mân vừa cười nói vừa rời khỏi binh khí bí khố nhưng tần vũ nhất thời chấn động ta thích búp bê vải có thêu một bông hoa màu hồng thật lớn tần vũ lập tức phản ứng quay người cấp thiết nói cát ra ra nhưng lúc đó cát mân đã sớm rời khỏi tần vũ chẳng biết làm gì chuyện như thế này tự nhiên bị ngộ nhận là bản thân thích búp bê vải có một bông hoa màu hồng thật lớn trên đầu không tính toán nữa tần vũ cười một tiếng sau đó quay lại cẩn thận tìm kiếm ngư trường kiếm trong binh khí bí khố có vô số binh khí tất cả đều thuộc loại tiên phẩm đại đa số đều từ các khoáng vật tìm thấy trong hồng hoang và nhiều thứ khác luyện hóa mà thành binh khí được phân ra làm phàm phẩm và tiên phẩm phàm phẩm là những binh khí từ các khoáng vật và nguyên liệu của tiềm long đại lục chế xuất mà thành còn tiên phẩm thì vô cùng khó để sở hữu phải từ khoáng vật trong hồng hoang hoặc lấy nguyên liệu từ các bộ phận của yêu thú trong hồng hoang chế tạo thành tất nhiên đối với phàm phẩm có sự phân biệt thành thượng trung hạ thì tiên phẩm cũng có sự phân biệt thượng trung hạ tiên phẩm ngư trường kiếm chính là một đoàn kiếm thuộc loại hạ cấp tiên phẩm bất quá trong các loại chung đoàn kiếm thì nó là thứ duy nhất ngư trường kiếm tần vũ nhìn vào thanh đoàn kiếm đoàn kiếm rộng khoảng một thốn dài hơn bảy thốn bề mặt có màu đen trông rất tầm thường nhưng thanh đoàn kiếm màu đen này thực sự rất quý hiếm từ chất liệu đặc thù của vần thiết rơi từ vũ trụ xuống chế tạo mà thành tần vũ cầm lấy thanh đoàn kiếm màu đen trên thân kiếm căn bản không hề phản chiếu ánh sáng trong đêm tối sát nhân thì tuyệt đối không thể bị phát giác bạn đang đọc truyện tại www chuyện phun hay tần vũ hưa tay một cái ngư trường kiếm đã hoàn toàn biến mất trong tay tần vũ vu thị nhất kiếm có nói đến tàng kiếm xuất kiếm tần vũ tu luyện trong hai năm kỹ năng tàng kiếm đã đến mức lô hỏa thuần thanh đoàn kiếm đã giấu thì ngoại nhân cản bản không thể phát hiện được hơn nữa ngư trường kiếm chỉ dài có bảy thốn đối với khả năng cận chiến của tần vũ thì không hề ảnh hưởng đột nhiên Tần Vũ lại huy động hữu thủ. Trong không khí xuất hiện hai âm thanh nhưng tay phải của Tần Vũ vẫn như bình thường không có gì khác lạ nếu như có cao thủ thì sẽ nhìn thấy ngay thời khắc đó ngư trường kiếm xuất hiện trên tay Tần Vũ. Nhanh chóng huy động hai lần sau đó lại biến mất trong tay với tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên là đã đạt đến cảnh giới tàng kiếm. Phương pháp tàng kiếm trong vũ thị nhất kiếm quả nhiên vô cùng lợi hại. Bất quá trong tổ Long Quyết đã miêu tả rằng để luyện đến cảnh giới tàng kiếm thì phải mất đến 10 năm có vẻ như mô tả trong tổ Long Quyết không hoàn toàn chính xác. Tần Vũ cảm thán nói. Tần Vũ đã sai. Đối với các cao thủ bình thường chính xác phải cần đến 10 năm nhưng trên thân Tần Vũ cơ bắp được hấp thu nội lực nên tính linh hoạt cực lớn. Hơn nữa Tần Vũ lại thường xuyên luyện tập tốc độ và sự linh mẫn của thủ chỉ. Đối với cơ bắp thì năng lực khống chế cực cao cơ bắp linh hoạt khiến cho khả năng điều khiển cơ bắp lớn. Nên Tần Vũ có thể dễ dàng ẩn giấu ngư trường kiếm. Những cao thủ bình thường làm sao có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy? Tần Vũ mới tu luyện tàng kiếm 2 năm nhưng cũng bằng người khác tu luyện cả 10 năm. Lúc này có thể thấy điều Triệu Vân Hưng nói, trước tiên phải luyện một thân thể hoàn mỹ. Sau đó mới luyện các phương pháp công kích, nguyên lý này hoàn toàn chính xác. Mài đao không để chặt củi thì là đạo lý gì? Trong binh khí khố có nhiều loại binh khí khác, đao thương côn bổng và nhiều thứ nữa nhưng Tần Vũ căn bản không hề nhìn qua. Nếu ta tăng cường thêm lực công kích thì rất tốt, Tần Vũ cẩn thận nhìn quanh. Lực công kích của Tần Vũ là rất lớn nhưng không thể kết hợp với các thần binh. Lợi khí để chiến đấu. Nếu như có thể có thêm hộ thủ để bảo hộ quyền đầu thì rất tốt. Tìm được một lúc, Tần Vũ rất tiếc phải đầu hàng. Trong tàng binh khố chỉ có một cái hộ quyền cũng hoàn toàn bọc hết cả thủ trưởng. Loại hộ quyền đó Tần Vũ cơ bản không thích. Đeo loại hộ quyền này trên tay. Tần Vũ không thi triển được một vài loại công kích. Đành vậy. Sau này kiếm được khoáng vật tốt luyện chế sau, Tần Vũ chỉ có thể tự an ủi. Sau đó rời tàng binh khố. U ngựa chạy như bay. Hơn trăm người cưỡi ngựa rất nhanh chạy trên đường lớn. Người đi đầu thân cao gần 2 mét là một đại hán man dợ cơ bắp cực kỳ phát triển trên thân đại hán đó vận một bộ hắc bào chùm kín cả người ánh mắt lạnh lùng rất âm ám dừng đại hán man dợ dẫn đầu đột nhiên giơ tay lên quát một tiếng lập tức hơn trăm kỵ binh đột nhiên dừng lại lão tam dẫn một đội nhân mã cướp toàn bộ tiền tài và nữ nhân của thôn đó cho ngươi năm phút ta và lão nhị đi trước chờ ngươi tại dốc núi la đình sơn đại hán man dợ dẫn đầu hạ lệnh một cái tiểu thôn như thế. 5 phút. Thời gian quá đủ rồi. Đại ca yên tâm. Các huynh đệ. Đi, một nam tử gầy độc nhãn mang loan đao dài hét một tiếng. Rồi dẫn 50 người phóng tới thôn trang gần đó. Còn tên dã man đại hán cường tráng dẫn theo hai đội nhân mã thẳng hướng La Đình Sơn. Nửa thân trên cởi trần. Thiết Sơn tại đầu thôn quốc đất. Mồ hôi lấm tấm trên lưng hắn. Tiểu lộ đứng cạnh nhìn hoa hai bên đường ánh mắt ngó nghiêng thả hồn theo suy tư ca ca vũ ca ca lúc nào về tiểu lộ ngước nhìn trời trên trời một tầng mây đen hiển nhiên thời tiết không tốt lắm thiết sơn cười nói tiểu lộ yên tâm tiểu vũ hắn không quên đâu lúc này tâm trạng thiết sơn không kìm được lại nghĩ về chiến đao mà tần vũ sẽ mua thiết sơn bình thường vẫn thích thương lộng bồng nhưng thích nhất vẫn là một cây chiến đao sắc bén A à, có tiếng ngựa vũ ca ca tới rồi tiểu lộ hưng phấn nhìn ra phía xa thiết sơn cảm thấy mặt đất chấn động kịch liệt không phải không phải một người thiết sơn tử tế quan sát chỉ thấy xa xa mấy chục bóng người ngựa nhanh chóng tới gần thiết sơn nghĩ đến một khả năng không tự chủ được sợ đến hồn phi phách tán tiểu lộ chạy nhanh thiết sơn ôm tiểu lộ vội vàng chạy về phía thôn quay đầu nhìn lại lúc này mấy chục tên mã tặc đã tới gần một tên mã tặc giơ chiến đao trong tay lên thiết sơn lập tức hướng về thôn hét lớn mã tặc tới mã tặc tới rồi mã tặc so với cường đạo bình thường lợi hại hơn nhiều bọn chúng có ngựa tới không thấy bóng bỏ đi không thấy dấu vết lại còn khát máu cường đạo bình thường nhiều lắm cũng chỉ cướp bóc thôn dân nhưng mã tặc giết sạch cả thôn thì thật là một chuyện kinh hoàng Mã tặc tới rồi. Cả thôn. Hoảng loạn. Những người trưởng thành đều lấy vũ khí trong nhà. Hoặc là sẻng. Hoặc dìu chặt củi. Phụ nữ người già trẻ em thì nấp ở phía sau. Hay, độc nhãn nam tử dục ngựa chạy nhanh. Ánh mắt lạnh lùng. Tốc độ của ngựa rất nhanh. Đuổi theo thiết sơn. Người trong thôn đều lo lắng cho huynh muội thiết sơn. Nhưng không ai dám xông lên phía trước. Cự ly giữa thiết sơn tới thôn còn xa khoảng trăm mét phía sau độc nhãn man tử chỉ cách hắn có 10 mét. Một tia sáng lóe lên. Một thanh loan đao dài xuất hiện trên tay độc nhãn nam tử. Ánh mắt độc nhãn nam tử đỏ rực như máu. Dừng tay. Đột nhiên, một người cường tráng xông tới. Đó là phụ thân của Thiết Sơn. Độc nhãn nam tử nhếch mép cười lạnh. Đột nhiên vung cánh tay. Thanh loan đao trong bàn tay hóa thành một luồng sáng bay thẳng về hướng Thiết Sơn. Thiết Sơn lúc này đang chú ý sau lưng. Thấy thế liền lộn mình lăn dưới đất. May là bình thường vẫn thường luyện tập nên Thiết Sơn tránh được một đòn đó. Độc nhãn nam tử sắc mặt biến động. Hừ một tiếng lạnh lẽo. Đột nhiên chân đạp một cái. Trực tiếp từ trên lưng ngựa phi tới. Loan đao đột ngột vòng lại. Độc nhãn nam tử dễ dàng bắt lấy. Viu. Lại một luồng sáng. Thiết Sơn vội vàng lăn người. Thoát được một đao hiểm nhưng a à, tiểu lộ hét một tiếng đau đớn thiết sơn quay đầu nhìn cánh tay phải của tiểu lộ đã bị chặt đứt cánh tay đó rơi bên cạnh tiểu lộ sắc mặt trắng bệch lúc thiết sơn vừa né được hắn thấy cánh tay của tiểu lộ thật sự đã rời thân bị chặt đứt liền chạy tới đó nhưng phụ thân thiết sơn xông lên cản thấy cảnh đó mở to mắt nhìn như rách khóe mắt phốc loan đao thiểm động đầu phụ thân thiết sơn bay ra chớp mắt đã bị giết một nông phu làm sao có thể so cùng một trong ba tên đầu lĩnh mã tặc đây các ngươi nghe đây có bao nhiêu tiền tài và nữ nhân trẻ tuổi mang hết ra ta tự nhiên sẽ tha cho tiểu thôn của bọn ngươi còn không giết sạch độc nhãn nam tử cười lạnh tay cầm thanh loan đao nhỏ máu những tên mã tặc còn lại cưỡi ngựa xông lên bao vây thôn dân chết một luồng gió lướt qua một cái sẻng mang theo một luồng sức mạnh cương mãnh đập chính giữa đầu một tên mã tặc oanh âm thanh đó vang vọng vô cùng đầu tên mã tặc bị đập vỡ máu chảy đầy đất sắc mặt méo mó hung tợn thiết sơn hai tay cơ bắp cuồn cuộn nắm chặt sẻng sắt trong tay căm hận nhìn tên mã tặc trước mặt ồ dám giết một huynh đệ của ta các huynh đệ thẳng tiến tiêu diệt cả cái thôn này chỉ được lưu lại nữ nhân Độc Nhãn nam tử trầm chậm, chậm nói. Lúc này hắn đang rất tức giận. Những tên mã tặc khác cũng phẫn nộ không kém. Trong mắt chúng một cái thôn bình thường chỉ như thịt cá. Ai ngờ một huynh đệ lại chết. Nơi này, cha, tiểu lộ, phụ thân đã bị giết. Lại thêm muội muội bị chặt tay đang ngất. Thiết Sơn bừng bừng phẫn nộ. Hắn hiện tại chỉ muốn báo cừu. Trừng mắt như rách cả khóe nhìn độc nhãn nam tử trước mặt tay đứt rơi ra máu tươi bắn tung tóe độc nhãn nam tử dễ dàng sát tử từng thôn dân một những người thôn dân bị hắn giết không chống trả được chút nào một người bình thường làm sao so được với một nội công cao thủ từng người thôn dân một từ đại thúc đại thẩm đều bị giết chết thiết sơn hai mắt đỏ rực chừng rách cả khóe mắt tới đây giết ta đi thiết sơn với lấy chiến đao trên thân tên mã tặc vừa bị hắn giết hướng phía độc nhãn nam tử nhưng tên độc nhãn nam tử đó dường như đang chọc tức hắn không hề giết hắn mà lợi dụng khinh công cao minh dễ dàng giết người khác để thiết sơn sau lưng không ngừng đuổi theo nhìn người người thân quen bị giết thiết sơn đau đớn phát điên dừng tay đột nhiên một tiếng hét lớn như chớp nổ vang lên lập tức làm tất cả mọi người rung động một tay huyền thiết chiến đao một tay búp bê vải tần vũ xuất hiện độc nhãn nam tử nhìn tần vũ nhíu mày rồi cười nói vị bằng hữu Tài hạ hắc phong má tặc lão tam bạch tam mọi người gọi là loan đao tam không biết bằng hữu xưng hô thế nào tên bạch tam là một nội gia cao thủ hắn nhận ra thiếu niên trước mặt không phải là người thường tiểu lộ tần vũ nhìn tiểu lộ bị chặt đứt tay sắc mặt tái nhợt tâm trạng đau đớn may mà tần vũ tinh thông y đạo lập tức điểm huyệt cầm máu cánh tay bị chặt tiểu lộ từ từ mở mắt thấy tần vũ khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười vũ ca ca tiểu lộ lại nhìn phụ thân đã chết bên cạnh cùng những người trong thôn không cầm được nước mắt trào ra cha đại bá thúc nước mắt tiểu lộ không ngừng tuôn rơi đồng thời không chịu được đau nhức đối với một tiểu nữ hài sự đau đớn do bị chặt đứt cánh tay thật là khủng khiếp tần vũ nhìn mới nửa ngày trước những thôn dân này vẫn còn nhiệt tình chào hắn lúc này đã chết nhiều sát huyết ẩn chứa trong huyết mạch tần ra bắt đầu bùng lên ánh mắt đột nhiên như có tia lửa tần vũ cẩn thận bỏ con búp bê vải bên cạnh tiểu lộ sau đó đứng dậy lập tức ném huyền thiết đao trong tay qua cho thiết sơn đại sơn tiếp đao thiết sơn tiếp nhận huyền thiết chiến đao lúc này có huyền thiết chiến đao quả là hữu dụng tần vũ lại nhìn cánh tay nhỏ bé bị chặt đứt cạnh đó hắn biết đó là cánh tay của tiểu lộ từ nay về sau tiểu lộ vĩnh viễn là một người tàn tật độc nhãn nam tử bạch tam lúc này vội cười nói bằng hữu ngươi cũng là một cao thủ sao lại vì đám dân thường này mà đối đầu với hắc phong bọn ta thế này đi những nữ nhân này ngươi tùy ý chọn một người thế nào bạch tam có thể nhận ra tần vũ là một cao thủ bình thường cao thủ nào cũng có sư thừa bạch tam không muốn tùy tiện đắc tội với người thêm vào thực lực thiếu niên trước mặt không tội muốn giết thiếu niên đó mã tặc chết cũng không ít không đáng bọn ngươi tần vũ lạnh lùng nhìn mấy chục tên mã tặc trước mặt tất cả phải chết tần vũ nghiến răng nói đột nhiên tần vũ xuất hiện bên cạnh một tên mã tặc Thủ trưởng Công hình ưng chảo bóp vào ít hầu tên mã tặc đó. Tần Vũ lạnh lùng nhìn tên mã tặc. Trong ánh mắt tên mã tặc đầy vẻ kinh hoàng. Tần Vũ ưng chảo dụng lực. Cách một tiếng, tên mã tặc lập tức đoạn khí. Đồng thời thân hình Tần Vũ chớp động, nhanh như chớp hướng tới tên mã tặc khác. Bước chân như xét. một cước hoành không, phá tan không khí, mạnh mẽ đập vào đầu tên mã tặc. Oanh, một tiếng vỡ đầu lại một tên mã tặc chết các huynh đệ không cần lưu tình giết lúc này bạch tam đã tức giận liền huy động mã tặc xông tới giết tần vũ thân hình tần vũ cực nhanh cả người nhanh chóng tránh ra xa bồng tần vũ dùng chân đá bay một người sau đó nhảy lên dùng gối nện vỡ đầu đối phương cách tần vũ xông lên tung cước đá thẳng vào ít hầu một cước đoạt mạng a à. tần vũ hét lớn quyền chỉ mạnh bạo xuyên thủng bụng đối phương. Gan bị bóp nát. Tên mã tặc mắt mở trừng trừng. Quả thật đã chết rồi. Bồng. Tần vũ xoay người đá. Cước thẳng vào chỗ yếu đốt xương sống. Tên mã tặc lập tức tê liệt cả người không động đây. U tần vũ thân pháp huyền diệu. Người như gió lốc. Bóng quyền bóng cước liên miên công kích. Mỗi tên mã tặc riêng lẻ vô pháp chống lại sự công kích của tần vũ bình thường tần vũ chỉ một chiêu giết chết đối phương tối đa cũng chỉ hai chiêu giết chết đối phương công kích chỗ yếu hại uy lực cực lớn nguyên trước đây các kế hoạch huấn luyện của tần vũ đều rất hoàn mỹ hiện tại nói ra tần vũ một tay có thể nâng vật nặng hơn trăm cân lúc bình thường thân thể chịu được hai trăm cân mà nhảy được sức mạnh quyền cước chắc chắn cực kỳ lợi hại tuyệt đối có thể dễ dàng dồn địch nhân vào tử địa còn thân pháp của tần vũ gió không còn là trở lực nữa. Lại dung hợp thêm thuật kỳ môn độn giáp. Trên có tốc độ bản thân. Thân pháp của Tần Vũ còn xa đám người này mới có thể đạt tới. Bạn đang đọc truyện tại www. truyện phun, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Độc nhãn nam tử giữ chặt loan đao. Ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Một bóng người với tốc độ khủng khiếp đang di động, quyền nhanh như điện. Cước nặng như núi. Quyền xuất người đảo. Cước xuất. Người bay. Từng tên mã tặc trong khoảnh khắc đã bị giết. Trong nửa phút ngắn ngủi. Gần 50 tên mã tặc chết gần một nửa. Dừng lại. Đánh với ta. Độc nhãn nam tử nhanh chóng dùng khinh công truy cản. Nhưng thân pháp của tần vũ quả là huyền diệu. Sự rung động rất kỳ lạ dường như chứa đựng đạo lý huyền ảo. Thoát ra ngoài vài mét. Cơ bản không để hắn bắt kịp độc nhãn nam tử bạch tam dương đao. Điên cuồng truy sát, nhưng chéo áo của tần vũ cũng không đụng nổi. Hắn đuổi theo không ngừng. Ánh mắt nhìn từng tên mã tạc bị giết mà không làm gì được. Ngươi đánh với ta, có bản lãnh thì đừng chạy. Ngươi không được chạy, bạch tam điên cuồng hét. Nhưng hét mấy cũng chẳng có tác dụng. Từng tên mã tạc bị giết. Thậm chí có vài tên lên ngựa định chạy cũng không thoát. Bởi vì, tốc độ của Tần Vũ còn nhanh hơn ngựa. Tần Vũ lăng không như lốc tung cước. Tại vị trí hiểm ở đầu một tên mã tặc đang kinh hoàng. Chính là vị trí Thái Dương Huyệt. Tên mã tặc vỡ đầu. Ngã vật ra đất chết ngay. Tần Vũ nhẹ nhàng hạ xuống đất. Lạnh lùng nhìn tên mã tặc cuối cùng Bạch Tam. Trong một phút ngắn ngủi. 50 tên mã tặc chỉ còn lại một người. Hắc Phong, mã tặc lão Tam Bạch Tam. Tay năm chặt loan đao. Con mắt độc nhất của Bạch Tam không ngừng lóe sáng. Cổ họng phát ra một tiếng gào. Một phút ngắn ngủi. Toàn bộ thủ hạ của hắn chết hết. Cả đoàn hắc phong mã tặc tổn thất một phần ba. Bạch Tam không kinh hoàng sao cho được. Chết đi. Bạch Tam thi triển khinh công nhanh chóng xông tới Tần Vũ. Loan đao trong tay phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Tần Vũ đứng im không động. Nhìn Bạch Tam tới. Bạch Tam mắt đỏ rực nội lực trong cơ thể toàn bộ bùng phát. Loan đao trong tay như trước phát ra đạo đạo quang mang. Thân thể hắn đã đạt tới cùng cực. Nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tần Vũ. Những nông dân may mắn sống sót xung quanh thấy Tần Vũ vẫn bất động. Ai ai cũng lo lắng. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên thân thể Tần Vũ rung lên. Phóng tới cạnh Bạch Tam. Một cước từ bên trực tiếp kích cho đầu gối hắn gãy gập. Cách khớp gối là chỗ chịu lực rất kém, chớp mắt đã bị kích gãy. a, à, bạch tam lập tức hét lên thảm thiết. người run lên, tần vũ liền quặp tay phải thành chảo, bóp lấy cổ tay bạch tam. đột ngột vận lực, cùng với tiếng xương gãy, cổ tay phải của bạch tam bị bẻ gập. phanh, quyền chỉ xuất, trực tiếp kích vào ít hầu bạch tam. sức mạnh toàn thân tần vũ hoàn toàn tập trung một điểm tại ngón tay lực phát ra mãnh liệt xuyên thủng. Một tiếng gào thảm thiết. Bạch Tam hai mắt mở trừng trừng rồi ngã vật ra đất. Không còn nhúc nhích. Một đội nhân mã hắc phong mã tặc 50 người chỉ trong hơn một phút. Bị giết toàn bộ. Những tiếng ngựa kêu vang lên không dứt. Mã tặc chết hết nên những con ngựa liền hoảng loạn gõ mạnh bốn vó chạy tản ra khắp nơi để lại sau lưng đầy bụi. Tần Vũ đứng đó giữa chiến trường trong đám bụi mờ những thôn dân may mắn còn sống kinh hoàng nhìn thân hình tần vũ mơ hồ trong đám bụi nguyên trong mắt họ thì tần vũ là một thiếu niên thiện lương lễ độ không ai có thể tưởng tượng được thiếu niên này chỉ vừa mới trước đây đã giết toàn bộ đám mã tặc khủng bố đó bọn mã tặc thậm chí không thể có một chút phản kháng nào chúng nhân ánh mắt đều nhìn trên người tần vũ lúc đó tần vũ đang hơi cúi đầu thở gấp không ai biết lúc này tần vũ đang nghĩ gì tần vũ chỉ cúi đầu thở gấp vì không nhìn vào mắt tần vũ nên họ không thể tưởng tượng được lúc đó trong lòng tần vũ đang vô cùng kích động tuy rằng sát nhân với thủ đoạn tàn độc nhưng đây mới là lần đầu tiên nó giết người đúng vậy lần đầu tiên tần vũ đối xử với mọi người rất chân thành rất hiếm khi nổi sát tâm với người nào lần này nhìn thấy tiểu lộ khả ái bị chém cụt một tay những thôn dân thuần phác lại bị giết mấy chục người nên sát tâm của Tần Vũ mới bùng lên trong cơn tức giận đã giết sạch toàn bộ đám mã tặc. Ta đã làm gì vậy? Trong lòng Tần Vũ cảm thấy khủng hoảng. Tuy rằng tâm trí của Tần Vũ rất kiên định nhưng nói gì thì nói nó bất quá mới chỉ là một thiếu niên 13 tuổi. Bình thường Tần Vũ đối đãi với mọi người rất mực thiện lương chân thành lần này lại một lúc sát hại 50 người nên trong tâm trí xuất hiện sự khủng hoảng. Không tự chủ được thân hình tần vũ khẽ run tiểu vũ thiết sơn lại gần vỗ nhẹ lên vai tần vũ trong mắt hơi có chút bàng hoàng tiểu vũ ta biết ngươi cảm thấy thế nào bởi vì ta cũng lần đầu tiên sát nhân nhưng ngươi phải minh bạch một điều chúng là ác ma và chúng đáng bị giết nếu ngươi không giết chúng thì toàn bộ dân làng sẽ bị chúng giết hết giết những kẻ ác nhân đó có thể cứu cả trăm người những kẻ ác nhân đó đáng phải chết chúng đáng chết hàng ngàn lần thiết sơn nói với tần vũ bằng giọng nói đầy cừu hận phụ thân đã chết muội muội lại bị chặt đứt tay nên thiết sơn đối với đám mã tặc vô cùng phẫn nộ tần vũ thân hình chấn động giết một kẻ ác nhân có thể cứu cả trăm người tần vũ mím môi lại cúi đầu xuống như trước thiết sơn nhìn vào biểu tình trên mặt của tần vũ không thể biết được lúc đó tần vũ đang nghĩ gì một lát sau tần vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên trong mắt lóe sáng quay sang thiết sơn nói đa tạ huynh đại sơn ta nghĩ ta đã minh bạch rồi đột nhiên tần vũ trên mặt xuất hiện một nụ cười đại sơn còn không mau cứu người a à, đúng vậy thiết sơn đã bị cửu hận bao phủ trong đầu được tần vũ đề tỉnh bèn lập tức cùng với những thôn dân khác cứu giúp những người bị trọng thương nguồn chuyện trong nhà của tiểu lộ tiểu lộ sắc mặt trắng bệch đang nằm hôn mê trên giường tần vũ ở bên cạnh im lặng nhìn tiểu lộ trong mắt hiện lên tia phức tạp tiểu lộ ta xin lỗi tại ta tới muộn ta xin lỗi thành thật xin lỗi muội tần vũ nhận huyền thiết chiến đao và búp bê vải từ vương phủ tiện thể dạo một vòng quanh viêm kinh thành rồi mới quay về nếu như nó nhanh hơn thì tiểu lộ đã không bị chặt cụt tay xin lỗi tần vũ hồi ức lại hình ảnh tiểu lộ cầm cốc trà đến cho nó thật đáng yêu trong lòng lại dậy lên nỗi buồn phiền. Đột nhiên, Tần Vũ đứng dậy hai mắt bạo xuất tia hàn quang hãi nhân nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trên mặt toát ra sự kiên nghị, phụ vương và đại ca nhị ca họ đã nói là Tiềm Long Đại Lục có cả trăm triệu người và có đủ mọi loại hạng người. Có những người không lạm dụng lòng tốt của người khác, chân thành đối đãi với mọi người rất tốt, nhưng cũng có những kẻ trong lòng đầy ác ý, những kẻ đó phải giết. Phải giết sạch tần vũ trong lòng như có ngọn lửa đang bùng cháy tần chính tần phong và trấn đông vương tần đức đối với tần vũ không hề cảm thấy yên tâm bởi vì họ biết tần vũ tâm tính quá lương thiện mà tâm tính như vậy tại tiềm long đại lục nơi mà cường giả được tôn sùng thì chỉ chịu thiệt thòi nhưng mà bọn tần đức tin rằng tần vũ sớm muộn cũng sẽ hiểu ra cách đối nhân xử thế như thế nào tần gia trong lịch sử chưa từng xuất hiện một người nào lương thiện như vậy đã là người của tần gia thì sâu trong huyết mạch luôn ẩn giấu một sự ham thích giết người tàn bạo bất quá lúc nãy chiến đấu thật khiến cho nhiệt huyết sôi lên tần vũ hai mắt lóe sáng trong đầu đang hiện lại cảnh chiến đấu lúc nãy sử dụng lực lượng ít nhất công kích những bộ vị yếu hại nhất mỗi phân lực khí phát ra đều là lực công kích lớn nhất sử dụng tốc độ cực nhanh trực tiếp kết liễu tính mạng kẻ địch cận chiến chỉ trong đường tơ kẽ tóc cũng có thể quyết định sinh tử trong bọn chúng chỉ có tên độc nhãn là hơi khó khăn còn lại đều yếu cả. Chỉ khi chiến đấu với cao thủ cùng đẳng cấp thì ta mới có thể tăng cường khả năng chiến đấu. Tại giờ phút sinh tử mới có thể bạo phát lực chiến đấu mạnh nhất, giống như là Lưu Tinh, Tần Vũ lại nhớ đến cảnh tượng khi Lưu Tinh xuất hiện. Lúc đó Thiết Sơn đi vào căn phòng, trực tiếp nhìn vào thân thể của Tiểu Lộ sau đó lại nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lộ mẫu thân của họ khi sinh tiểu lộ vì sinh khó nên đã qua đời ngay sau đó hiện tại phụ thân cũng đã chết thiết sơn chính là thân nhân duy nhất của tiểu lộ tiểu lộ xin lỗi muội đại ca xin lỗi muội thiết sơn nhìn vào thần sắc của tiểu lộ trong mắt hiện lên sự bi thống đại sơn tần vũ vỗ nhẹ lên vai đại sơn cả hai đều quan ái nhìn tiểu lộ đang ngủ họ không thể tưởng tượng được khi tiểu lộ tỉnh lại sẽ chấp nhận sự thật này như thế nào đoàn mã tặc hắc phong lúc đó đang nghỉ ở la đình sơn không xa thôn trang lắm đại ca có vẻ không ổn rồi tại sao bạch tam tiểu tử lại không quay lại thời gian đã khá lâu rồi một trung niên nhân toàn thân mặc hắc y đi lại gần một đại hán trông man dại gần đó nhíu mày nói trung niên nhân đó chính là lão nhị của hắc phong mã tặc đoàn tên là cổ minh hắn nội công vô cùng thâm hậu được biết là đã đạt đến hậu thiên hậu kỳ mạnh hơn xa lão tam của hắc phong mã tặc đoàn đại hán man dại rất cao lớn và khỏe mạnh cơ bắp phát triển đến cực độ theo đạo lý thì cơ bắp đã phát triển thì đầu óc rất đơn giản có điều lão nhị của hắc phong mã tặc đoàn đối với lão đại vô cùng ủy kỵ bởi vì ngoài thực lực của bản thân thì hắn còn có tâm tư vô cùng thâm độc lão đại của hắc phong mã tặc đoàn chính là ô đoàn bản thân hắn thực lực đã đạt đến hậu thiên cực trí một thân nội công đã đạt đến mức vô cùng khủng bố lão tam bạch ta một chiêu của ô đoàn cũng không thể tiếp được hừm ô đoàn hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên vỗ mạnh một cái vào cự thạch ở bên cạnh cự thạch chấn động rồi phát ra một tiếng oanh vô cùng mãnh liệt vô số mảnh vụn văng ra thực lực cường đại của ô đoàn hoàn toàn có thể so sánh với tám vị cao thủ ngoại công được tần vũ tuyển chọn và hơn xa tần vũ lúc đó Hắc Phong Mã tặc Đoàn nổi danh chính là vì nhờ có thanh danh của cá nhân ô đoàn. Trong mắt ô đoàn hàn quang lóe lên. Phế vật. Bạch Tam chỉ là phế vật làm lãng phí thời gian. Các ngươi lên ngựa theo ta đi xem đã phát sinh sự tình gì. Ô đoàn toàn thân mặc hắc y phi lên ngựa lập tức xuất ra mệnh lệnh thanh âm lạnh lẽo vô tả. Trăm tên mã tặc bao gồm cả lão nhị cổ minh liền theo lệnh lên ngựa. Đi. Ô Đoàn ra lệnh cả trăm tên mã tặc lập tức điều khiển ngựa nhanh chóng nhắm hướng thôn dân tiến tới. Nếu thấy video này hay, hãy để lại bình luận góp ý để chúng tôi cải thiện hơn về mặt nội dung. Ấn link, ấn đăng ký kênh và click vào nút chuông để không bỏ lỡ những chuyện mới trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.